Tiền Nóng TV xin kính chào quý vị và các bạn. Mời các bạn đến với bản tin cập nhật về giá vàng mới nhất ngày 1 tháng 6 năm 2020. Các bạn thân mến, giá vàng ngày hôm nay ngày 1 tháng 6, giá vàng trong nước cũng như giá vàng thế giới đều bật tăng khi bước sang phiên giao dịch đầu tiên của tháng 6. Thưa các bạn, ghi nhận vào lúc 11 giờ trưa nay giờ Việt Nam, giá vàng thế giới giao ngay ở mức 1.738,5 USD trên một ounce, tăng 9,8 USD so với cùng thời điểm ngày hôm qua. Về giá vàng trong nước, giá vàng SJC Hồ Chí Minh và SJC tại Hà Nội đều tăng 180.000 đồng ở chiều mua vào và tăng 150.000 đồng một lượng ở chiều bán ra. Cụ thể, tại Hồ Chí Minh, mua vào ở mức 48,7 triệu đồng một lượng, bán ra là 49,05 triệu đồng một lượng. Còn tại Hà Nội, mua vào ở mức 48,7 triệu đồng, bán ra là 49,07 triệu đồng một lượng. Giá vàng SJC tại một số ngân hàng: Ngân hàng SCB mua vào là 48,77 triệu đồng một lượng, bán ra là 48,97 triệu đồng một lượng, tăng 320.000 đồng ở chiều mua vào và tăng 20.000 đồng một lượng ở chiều bán ra. Ngân hàng SCB mua vào là 48,75 triệu đồng một lượng, bán ra là 48,95 triệu đồng một lượng, cùng tăng 200.000 đồng một lượng ở cả chiều mua và chiều bán. Ngân hàng TPBank Gold mua vào là 48,73 triệu đồng, bán ra là 49 triệu đồng một lượng, tăng 6.780.000 đồng một lượng ở chiều mua vào nhưng lại giảm đi 3.050.000 đồng một lượng ở chiều bán ra. Ngân hàng Sacombank mua vào là 48,7 triệu đồng, bán ra là 49 triệu đồng một lượng, tăng 300.000 đồng ở chiều mua vào và tăng 100.000 đồng một lượng ở chiều bán ra. Ngân hàng Vietinbank Gold mua vào là 48,32 triệu đồng, bán ra là 48,71 triệu đồng một lượng, giữ nguyên so với chốt phiên giao dịch cuối tuần qua. Ngân hàng Maritimebank mua vào là 48,01 triệu đồng, bán ra là 49,275 triệu đồng một lượng, tăng 125.000 đồng ở chiều bán ra. Ngân hàng SHB mua vào là 41,3 triệu đồng, bán ra là 41,82 triệu đồng một lượng. Giá vàng SJC tại các tổ chức lớn: tại Minh Hồng SJC mua vào là 48,75 triệu đồng, bán ra là 48,92 triệu đồng một lượng, tăng 150.000 đồng một lượng ở chiều mua vào và tăng 120.000 đồng một lượng ở chiều bán ra. Tại Phú Quý SJC mua vào là 48,74 triệu đồng, bán ra là 48,93 triệu đồng một lượng, tăng 190.000 đồng một lượng ở chiều mua vào và tăng 130.000 đồng một lượng ở chiều bán ra. Tại Bảo Tín Minh Châu mua vào là 48,72 triệu đồng, bán ra là 48,9 triệu đồng một lượng, tăng 150.000 đồng một lượng ở chiều mua vào và cùng tăng 110.000 đồng một lượng ở chiều bán ra. PNG SJC mua vào là 48,7 triệu đồng, bán ra là 49,03 triệu đồng một lượng, tăng 200.000 đồng một lượng ở chiều mua vào và tăng 210.000 đồng một lượng ở chiều bán ra. Ngọc Hải SJC Hồ Chí Minh mua vào là 48,5 triệu đồng một lượng và bán ra là 49,1 triệu đồng một lượng, cùng tăng 200.000 đồng ở cả chiều mua và chiều bán. PNG một lượng mua vào là 47,9 triệu đồng, bán ra là 48,6 triệu đồng một lượng, tăng 180.000 đồng ở cả chiều mua và chiều bán. Về các thương hiệu vàng khác, nhẫn tròn trơn Bảo Tín Minh Châu mua vào là 48,09 triệu đồng, bán ra là 48,69 triệu đồng một lượng, cùng tăng 350.000 đồng cả chiều mua và chiều bán. Nhẫn SJC 24K mua vào là 48 triệu đồng một lượng, bán ra là 48,65 triệu đồng một lượng, tăng 200.000 đồng ở cả chiều mua và chiều bán. PNG nhẫn 24K mua vào là 47,9 triệu đồng, bán ra là 48,6 triệu đồng một lượng, cùng tăng 180.000 đồng ở cả chiều mua và chiều bán. Nhẫn Phú Quý 24K mua vào là 47,8 triệu đồng, bán ra là 48,5 triệu đồng một lượng, cũng tăng 100.000 đồng cả chiều mua và chiều bán. PNG nữ trang 24K mua vào là 47,5 triệu đồng và bán ra là 48,3 triệu đồng một lượng, cùng tăng 200.000 đồng ở cả chiều mua và chiều bán. Ngọc Hải 24K Hồ Chí Minh mua vào là 47,46 triệu đồng, bán ra là 48,26 triệu đồng một lượng, tăng 260.000 đồng một lượng ở cả chiều mua và chiều bán. PNG nữ trang 18K mua vào là 34,98 triệu đồng và bán ra là 36,38 triệu đồng một lượng, cùng tăng 150.000 đồng một lượng ở cả chiều mua vào và chiều bán ra.